Trong lịch sử cổ đại của loài người đã từng có những trận chiến xe ngựa với nhau. Với lực lượng cỗ xe ngựa chiến lên tới hàng ngàn chiếc từ cả hai bên, trận đánh Kadesh giữa người Ai Cập và người Hittite được nhiều nhà sử học công nhận là trận chiến xe ngựa lớn nhất trong lịch sử. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng xem History tìm hiểu trong số này nhé! Khoảng năm 1274 trước công nguyên, Pharaon Ramesses của người Ai Cập và vô Muwatali của đế chế Hittai đã mang quân đội hoàng gia của mình tới vùng đất phẳng gần Kadesh, nơi cả hai đều chọn là địa điểm quyết chiến. Về phía mình, Ramesses mang theo 20.000 binh sĩ, bao gồm 2.000 cỗ xe ngựa. Trong khi đó, Muwatali có lực lượng đồng đảo hơn hẳn với 40.000 binh sĩ và 3.000 cỗ xe ngựa. Trong đó có cả những cỗ xe ngựa hạng nặng chở 3 người. Người Ai Cập bắt đầu trận đánh với một bất lợi cực kỳ lớn. Theo đó, khi đang hành quân tới Kadesh, vua Ramesses nhận được tin quân đội của Vua Muwatali vẫn còn ở rất xa. Vì binh đoàn tiên phong Amun đã đi trước để thiết lập trại, ông quyết định giảm tốc độ hành quân để giữ thể lực cho binh sĩ. Thế nhưng, ông không ngờ rằng mình đã bị lừa. Quân đội Hittite đang ở ngay phía bắc Kadesh cùng với gần 20 đồng minh khác nhau của mình, chỉ khi bắt được hai lính trinh sát Hittite ông mới nhận ra cái bẫy này. Khi đang trên đường tới chạy, lực lượng của Ramesses đã bất ngờ bị các cỗ xe ngựa Hittite lúc này đã vượt qua sông Orontes tấn công. Lợi dụng đội hình kẻ địch bị tàn vỡ, quân Hittite bắt đầu đốt phá khu trại của quân Ai Cập. Dù rất tinh nhuệ, thế nhưng bình đoàn tiền phòng Amun vẫn không thể cản nổi những cỗ xe ngựa hạng nặng của đối thủ. Rất nhanh chóng, pharaoh Ramesses cùng các hộ vệ của mình đã dẫn đầu vài cuộc tấn công vào quân Hittite đã đốt phá trại đồng thời tập hợp binh đoàn ra và binh đoàn amun lại để cùng phối hợp phản công đẩy lực lượng của vua muwatali về phía đông nam hướng sông orontes trong tình thế này xe ngựa chiến hạng nhẹ của ai cập đã phát huy sở trường của mình các cố xe nặng nề của nghĩa hai tỏ ra bất lực trước các đối thủ di chuyển linh hoạt dẫn tới thiệt hại rất nặng nhận ra điều này vua muwatali đã tập hợp những cố xe ngựa còn lại của mình di chuyển để đánh thọc sườn quân ai cập Cuộc tấn công đã mang lại kết quả đúng như Muwatali mong muốn. Quân Ai Cập bị đe dọa, đẩy lùi về trại của mình, còn lực lượng xe ngựa hít có thể vượt sông để tập hợp lại. Tuy nhiên, ngay lúc này, vận mai đã đến với người Ai Cập. Lực lượng đồng minh Niarin đã tới kịp lúc. Khi biết được đội quân này đang vòng qua trại theo hướng Đông Nam để tấn công nhánh quân thứ hai của vùng Muwatali, Ramesses đã cho người của mình tấn công thẳng hướng Bắc, thọc xương và bao vây quân Hittite. Nhận ra sự thất bại của mình, người Hittite buộc phải bỏ lại các cỗ xe ngựa để bơi qua sông trốn thoát, đánh dấu kết thúc trận đánh Kadesh. Khi nói về kết quả trận chiến, nhiều tài liệu đưa ra kết luận khác nhau. Trận Kadesh thường được miêu tả là chiến thắng của người Ai Cập. Tuy nhiên, một số tài liệu lại khẳng định đây là một trận hòa hoặc thậm chí là chiến thắng cho người Hittite. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng dù bị lực lượng Hittite cản quét tới hai lần, vua Ramesses vẫn thu được nhiều lợi ích hơn vua Muwatali. Vào thời đó, xe ngựa chiến thường là biểu tượng của đế chế và thường được trang trí, thậm chí là ốp bằng kim loại quý hiếm. Do đó, dù lấy được Kadesh hay không, người Ai Cập vẫn có thể hài lòng với chiến lợi phẩm là gần 1.000 cỗ xe ngựa mà người Hittite bỏ lại. Trong chiến tranh cổ đại, xe ngựa, chariot là một phương tiện vận chuyển tinh nhuệ, kiềm nhiệm nhiều vai trò tương đương xạ kỵ, bắn cung di động, trọng kỵ, càn quét, xuyên thủng hàng phòng ngự và khinh kỵ truy đuổi của các quân đội cổ Đông Á. Xe được kéo bởi hai con ngựa và thường chở một người điều khiển và một đến hai binh sĩ. Các binh sĩ trên xe có thể mang theo một đến hai chiếc cung, cơ số khoảng 100 mũi tên, dao ngắn, giáo dài cũng như khiên và kiếm cong để cận chiến khi cần thiết. Tuy nhiên, sức mạnh của xe ngựa chiến nằm ở sự linh động và thích nghi nhanh chóng. Các chiến binh trên xe có thể linh hoạt chuyển từ bắn cung sang ném giáo ở khoảng gần và sẵn sàng cận chiến nếu xe bị vô hiệu hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trận đấu xe ngựa lớn nhất lịch sử cổ đại giữa Ai Cập và người Hittite trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Các bạn có suy nghĩ gì về trận đánh này? Hãy comment cho chúng tôi thấy nhé! Và đừng quên ấn subscribe kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!